Hello mọi người, hôm nay Vivi sẽ ăn mì cay. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Ăn chi nha mọi người. Vi sẽ cho tôm hùm vào nha. Cho mực. Cá viên chiên này. Đây, xúc xích. Sôi rồi Vi sẽ bỏ mì cay vô nha. Cho nấm vào. Wow, nhiều hấp dẫn chưa mọi người ơi. Mời mọi người ăn với Vi nhá. Sắc bà con ơi. Nóng quá bà con ơi, nhưng mà ngon quá đi. Nó ngon. Nó ngon xuất sắc mọi người ơi. Ngon quá. Ngon quá mọi người. Ngon nhất cái nách. Thì chị ăn tới tôm hùm nha. Các bạn ơi sao nó nóng dữ. Ây dâu. Thịt nó. Thịt em tôm hùm này.